Cuộc thi Hậu Thế Giới lần thứ 61 chưa? As is customary, I will announce the results in reverse order. Kính thưa quý vị, tôi sẽ công bố kết quả của cuộc thi Hoa hậu Thế Giới. Ở vị trí thứ 3, Á hậu 2 sẽ là... Puerto Rico. Hoa hậu Puerto Rico, Amanda. Hậu 2 của cuộc thi Hoa hậu Thế Giới năm 2011 Miss World đã được xác định. Trong lịch sử thì Puerto Rico đã một lần có một hoa hậu đăng quang ở cuộc thi này vào năm 1975. Hoa hậu 1. Philippines. Hoa hậu Philippines, niềm tự hào của khu vực Đông Nam Á. Philippines cũng đã có một phần trả lời rất tự tin và cô rất xứng đáng với danh hiệu này. Xin chúc mừng Ruiz với danh hiệu Á hậu 1 của cuộc thi năm nay. And Miss World. Và bây giờ 2011, danh hiệu Hoa hậu Thế Giới năm 2011 thuộc về. Còn lại 5 hoa hậu nữa và ai sẽ là người đăng quang đây? Khán giả cũng rất hồi hộp chứ không nói gì tới các hoa hậu của chúng ta. Hoa hậu Anh, Hoa hậu Venezuela, Scotland, Venezuela. Và danh hiệu đã thuộc về Hoa hậu Venezuela, Soivian Sarkos. Venezuela đã trở thành quốc gia có số hoa hậu đăng quang nhiều lần nhất ở sân chơi này. Trong lịch sử Venezuela đã 5 lần đăng quang ở cuộc thi Hoa hậu Thế Giới và Ivian Sarkos trở thành gương mặt thứ 6, rất xứng đáng. Những giọt nước mắt đã rơi trên khuôn mặt của Ivian Sarkos và sau đó là nụ cười hạnh phúc. Hoa hậu Mỹ năm 2010, Hoa hậu Thế Giới người Mỹ năm 2010 đã trao vương miện cho Hoa hậu Venezuela Ivian Sarkos, người đoạt vương miện Hoa hậu Thế Giới năm 2011. Xin được chúc mừng. Cuộc thi này thì Ấn Độ, Venezuela và Vương quốc Anh cùng có số lần đăng quang ở cuộc thi Hoa hậu Thế Giới ngang bằng nhau với 5 lần. Nhưng Venezuela với thành công tuyệt vời của Ivian Sarkos đã vươn lên. Chúng ta cùng chứng kiến những bước đi của tân Hoa hậu Thế Giới. Ivian Sarkos, cô gái 22 tuổi và có chiều cao 1m80. Sau 16 năm thì Venezuela đã lại có thêm một hoa hậu nữa đăng quang ở cuộc thi Hoa hậu Thế Giới, một trong ba cuộc thi nhan sắc uy tín nhất trên thế giới. Ivian Sarkos sẽ đại diện cho Tổ chức Hoa hậu Thế Giới để tham gia những hoạt động từ thiện trên khắp thế giới. Cô và các hoa hậu khác là những sắc đẹp được gửi gắm rất nhiều hy vọng để có thể khiến cho thế giới thay đổi và khiến cho cuộc sống tốt đẹp hơn.